Kim Quý và Hoàng Vĩnh mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, một vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận những ngày qua đó là hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú nhiều ngày tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Vậy đường dây nào đưa họ vượt hàng ngàn cây số vào Việt Nam? Trách nhiệm của những người đã dung chứa những người nhập cảnh trái phép? Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật đáng chú ý. 13 tấn dâu tây không rõ nguồn gốc tuồn vào Đà Lạt. Đề nghị tử hình Văn Kính Dương và nhiều đồng bọn. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, lỗ hổng nguy hiểm. Tại Đồng Tháp, độc đáo món ăn từ Hoa Huệ. Chiếc khẩu trang đắt đỏ làm từ 310 viên ngọc trai. Mở đầu chương trình hôm nay là một thông tin đang gây xôn xao trong dư luận. Lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong ngày 22 tháng 7, đã thu giữ khoảng 13 tấn dâu tây tươi, không rõ nguồn gốc tuồn vào Đà Lạt, vận chuyển theo đường hàng không. Trước đó, trưa ngày 22 tháng 7, Công an huyện Đức Trọng kiểm tra, bắt giữ 3 xe tải chở tổng cộng 326 thùng xốp chứa dâu tây, tổng cộng khoảng 3,5 tấn, vừa rời cảng hàng không Liên Khương lên thành phố Đà Lạt. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hồ sơ, chứng từ liên quan của lô hàng. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều tấn dâu tây tươi, không rõ nguồn gốc. Hiện tại, tổng lượng hàng bị thu giữ là khoảng 13 tấn. Hiện toàn bộ số dâu tây tươi chưa rõ nguồn gốc đã được đưa về cơ quan công an để xác minh, xử lý, truy tìm chủ nhân của lô hàng. Tại Đà Lạt, mô hình trang trại trồng dâu tây kết hợp với du lịch thu hút nhiều người quan tâm. Du khách tới tham quan có thể hái dâu, ăn trực tiếp tại vườn hoặc mua sẵn mang về. Giá phổ thông dao động 150.000 đến 250.000 đồng trên 1kg dâu tây tươi. Còn dâu canh tác trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao có giá trung bình 400.000 đến 600.000 đồng trên 1kg. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi cập nhật thì dâu tây từ sân bay Liên Khương được đưa lên phân phối cho các vựa dâu tại thành phố Đà Lạt theo đơn đặt hàng từ trước. Tiếp đó, chủ của các vựa tùy theo chủng loại, màu sắc đóng gói sản phẩm vào các hộp đã in sẵn nhãn mác dâu tây Đà Lạt và bán cho người tiêu dùng là khách du lịch theo giá cao và cả giá dâu tây công nghệ cao. Vâng thưa quý vị, dâu tây là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu bậc nhất của Đà Lạt. Sản phẩm nông nghiệp này đã được cấp chứng nhận thương hiệu kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Nông sản được cấp giấy chứng nhận này được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nghiêm cấm việc sử dụng trái mục đích thương hiệu trên dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, bởi vì lợi nhuận mà các thương nhân vẫn lén lút nhập lậu dâu tây từ Trung Quốc vào Đà Lạt, sau khi thay đổi nhãn mác bao bì, sản phẩm dâu tây này nghiễm nhiên được giới thiệu bán cho người tiêu dùng với mác là dâu tây Đà Lạt, với giá cao ngất ngưỡng lên tới 600.000 đồng một ký nếu được gắn mác dâu tây công nghệ cao. Vì thế thì người dân Đà Lạt hãy bảo vệ thương hiệu nông sản của mình, không vì lợi nhuận mà làm hoen ố thương hiệu. Hãy vạch mặt, phạt thật nặng những hộ kinh doanh đổ lốt hàng Trung Quốc thành hàng Đà Lạt. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1996, là chủ mưu và khởi xướng vụ băng áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân, đã ra đầu thú sau hơn một tháng lẩn trốn. Đây là vụ việc đã gây xôn xao dư luận xã hội bởi tính manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành khai nhận do có mâu thuẫn với Hồ Chí Linh, sinh năm 1991, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nên lên mạng xã hội kêu gọi anh em hỗ trợ. Thành sau đó cùng với Dương Đại Trí, tức Trí Nhảm, cầm đầu khoảng 200 đối tượng mặc áo cam, mang theo hung khí để đi tìm đối thủ. Đến điểm hẹn nhưng không thấy đối thủ, nhóm của Thành chạy qua quán ốc ở quận Bình Tân. Tại đây, thấy một vị khách cầm điện thoại quay phim nên nhóm này xông vào tấn công, đập phá quán nhậu. Sau khi gây ra vụ việc, Thành bỏ trốn ở nhiều nơi, tá túc ở các quán cà phê võng. Khi biết tin mình bị truy nã và không thể trốn mãi được nên đã ra đầu thú. Thành thừa nhận hành động của mình là sai trái nên vô cùng ân hận và kêu gọi nhóm bạn bè có liên quan đến vụ việc nên sớm đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sáng ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương, Ngọc Miêu cùng 8 đồng phạm về các tội danh sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Trong vụ án này, Văn Kính Dương và Nguyễn Đức Kỳ Nam là người khởi xướng, chủ mưu trong việc sản xuất, mua bán ma túy.
Nhằm che mắt các cơ quan chức năng, các bị cáo đã thuê nhiều nhà, biệt thự ở nhiều địa điểm để điều chế ma túy. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, Văn Kính Dương cùng các bị cáo đã thực hiện nghiên cứu thuốc lắc rồi đem ra thị trường tiêu thụ trót lọt trên 20 lượt giao dịch. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 120 kg bột ma túy. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Văn Kính Dương từ 12 đến 15 năm tù về các tội danh trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình và bị đề nghị phạt 200 triệu đồng. Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang bị đề nghị án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Mỗi bị cáo bị đề nghị phạt 100 triệu đồng. Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền và Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị hình phạt tù chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Mỗi bị cáo bị đề nghị phạt 50 triệu đồng. Vũ Hoàng Anh Ngọc chính là Ngọc Miêu. Khi thực hiện hành vi phạm tội đang nuôi con nhỏ nên bị đề nghị phạt 15 đến 16 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay ghi nhận câu chuyện có liên quan đến vụ việc hàng chục người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép và lưu trú nhiều ngày tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc dư luận khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong hơn 10 ngày qua, đã có đến 2 tốt người Trung Quốc với 25 người hoặc là bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi bị kiểm tra hoặc là trèo tường trốn khỏi nơi cách ly ngừa Covid-19. Chiều ngày 22 tháng 7, Công an Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý liên quan đến nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện. Theo Công an Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7, Công an kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Qua quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép và điều tra theo luật định. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, Công an Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính khách sạn SC Sơn Trà Đà Nẵng, phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Hiện Công an đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng xác minh làm rõ. Tại Quảng Nam, chiều ngày 18 tháng 7, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang ở trong một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn, cơ quan chức năng đã tạm giữ được 21 người. Khi tìm hiểu thì cơ quan chức năng đều cho biết những người này nhập cảnh qua đường tiểu ngạch và sau khi đi qua đường mòn lối mở vùng biên giới, những người này đã lên đủ thứ phương tiện vào đến miền Trung, miền Nam như khách du lịch, thuê villa lưu trú mà không quan tâm đến nguy cơ làm lây lan mầm bệnh ra cộng đồng. Vậy thì đường dây nào đã đưa họ vượt hàng ngàn cây số vào Việt Nam? Trách nhiệm của những người đã dung chứa cho những người nhập cảnh trái phép này ở đâu? Trước nhất là câu chuyện trách nhiệm những người làm du lịch có liên quan sự việc. Theo thông tin cho đến nay, nhóm người này nhập cảnh trái phép, giấy tờ tùy thân không đúng quy định, lại là người nước ngoài, vì sao dễ dàng được lưu trú dài ngày như vậy? Dịch bệnh đã tạm yên tại Việt Nam, nhưng đến nay, nhiều nhà xe, cơ sở lưu trú vẫn hết sức cẩn trọng lưu thông tin liên hệ của tất cả khách lưu trú, khách đi xe để phòng dịch. Sao lại có sự bất cẩn với hàng chục khách nước ngoài đến Việt Nam chưa rõ bằng cách nào như thế? Dù vì lợi nhuận hay vì sơ suất, mất cảnh giác cũng khó có thể chấp nhận. Thứ hai là câu chuyện kiểm soát người qua cửa khẩu, biên giới. Họ đã đi đường nào vào tận Quảng Nam, những ai tiếp sức đưa họ đi. Đây không chỉ là chuyện coi thường pháp luật và những cảnh báo vòng dịch, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Những ngày qua, báo chí đưa tin các tỉnh phía Nam đã sớm phát hiện những người nước ngoài nhập cảnh trái phép bằng đường bộ. Sự việc này thêm một lời nhắc nhở, cảnh báo cần siết chặt hơn việc nhập cảnh bằng đường bộ. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên những ẩn họa từ cửa phụ được phát hiện khi Việt đã rồi. Vào tối ngày 28 tháng 5 vừa qua, một phụ nữ Việt Nam sinh năm 1990 đã đi đường mòn từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, rồi là đi ô tô về Hà Nội và lên máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì hành khách này đã được phát hiện là bị sốt và khi mà truy ngược lại hành trình thì người ta mới phát hiện là bệnh nhân nhập cảnh lậu, không được cách ly và đã di chuyển một chặng đường rất dài bằng đủ thứ phương tiện mà không hề có phòng hộ, kéo theo nguy cơ cho rất là nhiều người. Và đó là chưa kể những hành khách đi lọt qua đường mòn lối mở từ Campuchia vào Việt Nam, trong đó có cả những bệnh nhân nhiễm Covid-19. Chỉ có thể nói là quá may mắn khi chưa ghi nhận ca lây nhiễm mới từ những hành khách này. Nhưng về lâu dài, nếu tiếp tục để lọt chỉ cần một bệnh nhân, thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng, lây ra cho nhiều người là rất lớn. Việt Nam gần 100 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.
Điều đó giúp hàng triệu học sinh đã hoàn thành năm học 2019-2020 và sắp sửa bước vào năm học mới. Hàng trăm ngàn gia đình Việt Nam cũng đang đến các danh thắng để nghỉ hè. Hàng không và du lịch cũng đang khởi sắc trở lại. Chốt chặt cửa chính đã khó, nhưng chúng ta đã làm được. Giờ còn ngăn cửa phụ cũng khó không kém, bởi chỉ cần lơ là, sơ hở một chút, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt cho tất cả mọi người. Vâng ạ, cả nước chung lòng phòng dịch, tình hình đã tạm yên, nhưng lơ là, mất cảnh giác có thể phải trả giá rất đắt. Và chuyện ai đó đưa người nước ngoài vào Việt Nam cho lưu trú lâu dài đi ngược lại với những cố gắng của chúng ta, việc này cần phải xử lý nghiêm. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đông Tây chuyển động. Sau những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang mong chờ một mùa lũ đẹp để cải tạo sản xuất và bắt đầu những sinh kế trong mùa nước nổi. Tuy nhiên thì thời điểm này mực nước trên các sông đầu nguồn vẫn còn rất thấp, cùng với năm nhuận đang dự báo một mùa lũ lại về thấp và muộn so với trung bình nhiều năm, bà con nông dân đầu nguồn đang ngóng lũ. Trong những ngày này, nông dân xã biên giới Thường Thới Hậu, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang thu hoạch các diện tích lúa hè thu cuối cùng để mở cống xả lũ đón phù sa. Tuy nhiên, hiện mực nước ở các kênh nội đồng còn thấp hơn so với mặt ruộng từ 40 đến 50cm. Nông dân đang lo ngại lũ thấp sẽ gây khó khăn cho sản xuất cũng như sinh kế mùa nước nổi. Hiện tại đã bước sang tháng 6 âm lịch, nhưng nước ở hai dòng chính là sông Sở Thượng và sông Tiền còn ở mức thấp. Tình trạng này khiến cho các hoạt động sinh kế đầu nguồn diễn ra cầm chừng. Chưa có gì hết trơn, tại mình đặt này đặt ở dưới sông á chú. Nước lớn, nước dòng á. Mình có, mình kiếm cá, tép, rồi chút đỉnh, cua, rồi. Thường thường là một lần là mùng 5 tháng 5 là nó có nước quay, là nước nó cũng hơi nhiều. Còn giờ chưa có thấy hiện tượng cái gì chứ. Ở đây thì dân mình thì đồng quê thì nhờ một năm chỉ có cái mùa lũ để mình có cá đường kia mình gặt sống mua gạo mua đồ kia để mình ăn vậy đó. Còn không có thì đâu có làm gì đâu được. Mùa lũ năm nay trên sông Mekong theo dự báo ít có khả năng đến sớm. Mực nước đầu vụ ở đồng bằng sông Cửu Long không cao. Đến cuối tháng 7, dự báo mực nước lũ lớn nhất đạt 2,3m tại Tân Châu, trong khi sâu vào nội đồng mực nước dưới 0,8m. Với mực nước này, hệ thống bờ bao đáp ứng được bảo vệ sản xuất vụ thu đông. Tuy nhiên, ở các đê bao xả lũ, nông dân lo ngại nước không tràn đồng, ảnh hưởng đến sản xuất cũng như gây khó khăn cho việc đánh bắt thủy sản của bà con trong mùa nước nổi. Thưa quý vị, được xây dựng cách đây 20 năm, đến nay đoạn kè biển tại thôn Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sóng biển đánh sập, đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản của hơn 400 hộ dân phía bên trong. Tuyến kè biển dài hơn 500m đã bị nghiêng ngã, đứt gãy từng mảng lớn, có vị trí đã bị đổ sập. Bức tường thành chắn sóng vẫn chảy ngày nào, giờ đã không còn tác dụng, khiến người dân lo lắng không yên. Từ ngày mà cái bể tới giờ là dân nó cũng sợ hơn. Có nhiều đêm mà trời mưa gió bão là phải dọn đi, chứ ở đây sao dám ở, lỡ có chuyện gì sao? Đoạn kè này đã có tuổi thọ gần 20 năm, tình trạng hư hỏng nghiêm trọng bắt đầu xảy ra từ năm 2017. Chính quyền địa phương đã bố trí nguồn kinh phí hàng năm 1,5 tỷ đồng để gia cố, nhưng vẫn không thể bảo vệ được đoạn kè trước sự xâm thực ngày càng dữ dội của sóng biển. Thấy nó quá lãng phí chứ sao? Cứ vậy thì quá uổng, bao nhiêu công sức đổ xuống. Tuyến kè không còn phát huy được tác dụng chắn sóng, hơn 400 hộ dân trong vùng có nguy cơ mất nhà cửa, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng khi mùa mưa bão cận kề. Người dân địa phương rất mong được đầu tư lại tuyến kè kiên cố để bảo vệ họ trước tình trạng biển xâm thực ngày càng cực đoan. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, chè cổ thụ được làm bằng ống lam có vị chát nhẹ và ngọt sau khi uống. Từ ngày làm loại chè này, ông Lý Văn Thăng đã thu được 1,5 cho đến 2 triệu đồng mỗi ngày. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với Hà Giang để trải nghiệm phương pháp chế biến chè cổ thụ trong ống lam độc đáo này nha. Đây là chè cổ thụ được đóng trong ống lam. Được biết, quy trình sản xuất loại chè này phức tạp và tốn nhiều thời gian. Đầu tiên là công đoạn chặt ống cây nứa trên đồi. Ông Thăng cho biết, cây còn non không dùng được mà cây già quá cũng không dùng được. Chè sau đó sẽ được vò bằng tay và sao khô trước khi đóng vào ống lam. Chè được nén chặt đều trong ống, sau khi cho chè vào ống nứa, phải hơ lửa cho bên trong ống nứa bốc hơi.
lá chè mới mềm và đóng được chặt. Các chè ống lam tiếp tục được hông khói trên gác bếp ít nhất một tháng. Chè ống lam được nhận xét là có vị chát nhẹ, vị đắng êm, không gắt như chè bình thường. Uống xong trong cổ họng tỏa ra vị ngọt. Hiện tại bản thân tôi đóng chè lam là một ngày thì đóng được 10 đến 15 ống. Giá bán thị trường hiện tại là 150.000 một ống. Trung bình thu nhập mỗi ngày là 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Chè ống lam là sản phẩm truyền thống của người dân tộc Dao. Loại chè này mới được khôi phục sản xuất trong những năm gần đây. Thưa quý vị, từ bao đời nay, người dân miền Tây đã biết tận dụng những sản vật sẵn có ở địa phương để chế biến những món ăn độc đáo. Các món đặc sản này bình dị nhưng đậm đà phong vị quê hương, ngon miệng và giàu chất bổ dưỡng. Và cụ thể, người dân ở xã Long Thắng, huyện Lai Vung, Đồng Tháp đã học hỏi và chế biến được nhiều món ăn từ hoa Huệ, loài hoa gắn liền với vùng đất Lai Vung. Kinh doanh trong ngành du lịch lâu năm, bà Lê Thị Kim Hồng cũng như nhiều người làm du lịch vẫn băn khoăn mỗi khi nhắc đến ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng của Lai Vùng nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Và rồi cơ duyên đã cho bà Hồng học và chế biến được nhiều món ăn từ hoa Huệ, loài hoa từ trước giờ chỉ được biết đến dùng để chưng cúng thôi. Hoa Huệ thì làm rất là được nhiều món, tới mười mấy món lận. Nhưng mà tôi mới áp dụng được vài món cho cái điểm của mình. Thì người ta khách đó thì người ta cũng rất thích. Thì thấy như là ở địa phương mình mà mình dùng những cái có sẵn của địa phương mình vậy đó. Thì nó rất là tiện lợi. Những món ăn ngon cũng được chế biến từ hoa Huệ như salad hoa Huệ xào thịt bò, chè hoa Huệ, trà hoa Huệ. Đây sẽ là những món ăn đậm đà hương vị quê hương. Theo bà Hồng, hiện món ăn từ hoa Huệ được nhiều thực khách biết đến và đều rất thích. Việc phát triển du lịch kết hợp tận dụng sản vật sẵn có của địa phương để chế biến món ăn sẽ góp phần hình thành hệ thống dịch vụ du lịch đáp ứng kịp thời nhu cầu vui chơi và ẩm thực của du khách. Đồng thời xây dựng các món ăn ngon không chỉ quảng bá ẩm thực mà cả văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, góp phần đưa Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn. Và bây giờ là các thông tin quốc tế gây chú ý. Thưa quý vị, Cơ quan Không gian Châu Âu ESA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã công bố loạt ảnh đầu tiên do tàu thăm dò mặt trăng Solar Orbiter đang thực hiện sứ mệnh quan sát mặt trời, chụp từ vị trí gần ngôi sao này nhất. Loạt ảnh này được tàu Solar Orbiter chụp khi nó bay gần mặt trời nhất, với khoảng cách gần 77 triệu km vào giữa tháng 6 vừa qua. Những vật lóa nhỏ được gọi là lửa trại trong ảnh, nhỏ hơn 1 tỷ lần so với vật lóa mặt trời quan sát được từ trái đất. Chúng có thể góp phần lý giải tại sao lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời lại nóng hơn bên trong. Vành nhật hoa trải rộng hàng triệu km trong không gian nóng lên 1 triệu độ C, trong khi nhiệt độ ở bề mặt mặt trời chỉ ở mức 5.500 độ C. Hiểu rõ điều gì tạo ra sự chênh lệch nhiệt này sẽ giúp các nhà khoa học dự đoán được thời tiết vũ trụ. Một nhà thiết kế ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã sử dụng hàng trăm viên ngọc trai thật để tạo ra một chiếc khẩu trang xa xỉ có giá lên tới 9.350 đô la Mỹ, tức là gần 217 triệu đồng. Chiếc khẩu trang đắt đỏ được nhắc đến là sản phẩm của nhà thiết kế Riko Kawanishi tại công ty Les Halles Tokyo Inn. Nhà thiết kế Kawanishi đã mất 3 ngày để sản xuất chiếc khẩu trang ngọc trai đắt đỏ. Chiếc khẩu trang đặc biệt được đính kết từ 310 viên ngọc trai thật mang 4 kích cỡ khác nhau. Theo nhà thiết kế, bà muốn tạo ra một cái gì đó vui vui trong cuộc chiến gian khổ chống lại đại dịch Covid-19. Song thực tế, không phải ai cũng đủ tiền để mua chiếc khẩu trang có giá lên tới 1 triệu yên, gần 217 triệu đồng này. Theo bà Kawanishi, chiếc khẩu trang ngọc trai có thể được sử dụng trong các bữa tiệc và khi chủ nhân không đeo trên mặt, có thể biến nó thành chiếc vòng cổ mang thiết kế lạ mắt. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, định kiến sai lầm về bệnh ung thư. Tại Cà Mau, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyên mục Chuyện ngày mới, ấm lòng những bữa cơm tiếp sức mùa thi.
Thưa quý vị, câu chuyện mà chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị có liên quan đến định kiến sai lầm về bệnh ung thư. Trong thâm tâm của nhiều người khi mà biết mình bị mắc bệnh ung thư thì chúng ta vẫn thường là bi quan, nghĩ rằng đó là bản án tử dành cho mình, nên là đã tìm mọi cách để có thể vái tứ phương với hy vọng là khỏi bệnh mà không phải nhờ đến Tây y, vì cho rằng ung thư đụng dao kéo là chết. Và như vậy, nhiều người đã bỏ qua cơ hội vàng trong điều trị. Mời quý vị cùng đến với phóng sự ghi nhận sau đây của cộng tác viên chương trình tại Hà Nội. Phát hiện khối u ở vú cách đây 20 năm, nhưng bệnh nhân này lại tự chữa bệnh theo sự mách bảo từ các phương pháp dân gian, đến từ ý mua các biệt dược gốc đắt tiền. Bà không những không khỏi bệnh mà khối u ngày càng to, rỉ máu, thậm chí bốc mùi khó chịu. Vì lúc bây giờ sợ hãi quá, người ta nghe tới bảo mổ miết thì là trốn. Trốn và cũng từ đấy trở đi chạy lang thang để chữa theo các cái biệt dược rất đắt tiền. Bán cả nhà. 20 năm đấy có đau đớn, có tất cả, nhưng mà tôi ai mách đâu tôi đến đấy. Đi nhiều các ông lang thầy thuốc lắm. Bệnh nhân đã được hội chẩn, làm các xét nghiệm để hội chẩn thì được chẩn đoán một cái ung thư tuyến vú. Cái này là giai đoạn T4, tuy nhiên là rất may cho bệnh nhân là cái khối u này mới chỉ dính vào cơ ngực lớn thôi chứ chưa xâm lấn vào thành ngực, nên là bệnh nhân sau khi hội chẩn thì chúng tôi quyết định là sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân để làm sao cho lấy được cái khối u. Bệnh nhân tự đi điều trị bằng thuốc nam hoặc là những loại lá theo các cái lời đồn, và thứ hai là có thể dùng các phương pháp về thực dưỡng. Tuy nhiên là với các kết quả như vậy thì hầu như là bệnh nhân sẽ bị tiến triển giai đoạn muộn hơn rất nhiều, bệnh nặng hơn, sau đó họ vẫn vào các cái cơ sở chuyên khoa về ung thư. Với những cái giai đoạn nó muộn hơn nhiều và cái kết quả điều trị thì nó tiên lượng nó xấu hơn rất nhiều. Trên thực tế, với các tiến bộ y học ngày nay đã giúp nhiều người chữa khỏi hoặc có thể kéo dài sống thêm đáng kể tùy loại ung thư và giai đoạn bệnh. Cái y học nó rất là tân tiến rồi, tạo hình rất là tốt. Thậm chí là khi tạo hình lên rồi còn đẹp hơn cả trước nữa. Khuyên mọi người là nên theo bác sĩ, theo khoa học chứ không phải nên theo dân gian. Theo các chuyên gia, một số cơ chế bệnh sinh học ung thư chưa được làm sáng tỏ, vẫn còn nhiều bí ẩn cần được khám phá. Nhiều phương pháp điều trị mới cần được nghiên cứu để chữa trị. Chính điều này lại là nguyên nhân thông tin về bệnh ung thư dễ bị sai lạc, phản khoa học, dẫn tới không ít người bệnh bị lợi dụng. Bởi vậy, điều đúng đắn nhất và nên làm là người bệnh và gia đình hãy đến bác sĩ chuyên khoa để có phương pháp điều trị hiệu quả, không nghe theo những lời đồn đại để mất đi thời gian quý báu chữa bệnh mà tiền mất tật mang. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi đối với bị can Phạm Ngọc Hân, sinh năm 1977, ngụ xã Tam Giang Đông, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2015, Hân bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi khác nhau cho người quen biết ở địa phương tham gia và hưởng tiền hoa hồng. Đến tháng 4 năm 2019, Phạm Ngọc Hân vỡ hụi bỏ đi khỏi địa phương. Bằng thủ đoạn không đưa danh sách và lợi dụng hụi viên không đi khui hụi, Hân đã tự ý hốt và bán hụi khống cho hụi viên để chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của Phạm Ngọc Hân. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau thông báo, những ai là bị hại của Phạm Ngọc Hân hãy đến trình báo với cơ quan công an để được hướng dẫn. Ngày 23 tháng 7, tại thành phố Đồng Hới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy lô hàng vi phạm hành chính trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Đây là những tang vật bị tịch thu, được tiêu hủy, gồm các loại hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng cấm lưu hành trên thị trường. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và thu giữ gần 440 vụ việc vi phạm với trên 480 hành vi vi phạm, trong đó phạt tiền trên 400 hành vi, tịch thu tang vật không xác định người vi phạm 55 hành vi. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán, trị giá hàng tiêu hủy trên 9 tỷ đồng. Chiều ngày 23 tháng 7, tại vòng xoay Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sau một trận mưa to, có hai cây thông lớn trên 30 năm tuổi, có đường kính khoảng 80-120cm, cao khoảng 20m, đã bị ngã đổ về phía đường Yersin, gây nguy hiểm cho người đi đường. Hai cây thông bật gốc còn khiến một ta luy cũng bị hư hại, cành lá cây thông làm hỏng mái nhà người dân. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông bị cản trở khoảng 1 giờ. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, khắc phục lại mạng lưới điện.
Theo những hộ dân sống tại đường Dịch Sinh cho biết, đây là khu vực nguy hiểm vì mật độ cây thông khá thưa, cây thông già nằm gần đường đi lại. Trưa ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế chính thức thông báo kết quả xét nghiệm lần 3 tại Viện Pasteur Nha Trang với bệnh nhân 58 tuổi ở Đà Nẵng là dương tính với COVID-19. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân có sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng và được chẩn đoán viêm phổi, nhập viện vào khoa nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 7, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần để dương tính với COVID-19. Đêm 23 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi Viện Pasteur Nha Trang và kết quả trưa ngày 24 tháng 7 cho biết đã dương tính lần thứ 3. Hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang xét nghiệm lần thứ 4. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân sống cùng với vợ và con gái tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng trong một tháng gần đây không đi ngoại tỉnh. Ngay trong đêm 23 tháng 7, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã lấy 103 mẫu người có tiếp xúc gần, người trong gia đình bệnh nhân. Tất cả 103 mẫu đều âm tính. Quý vị thân mến, chưa đầy một tháng nữa thôi là đã đến kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2020. Với các em học sinh, hiện giờ việc ôn tập, tổng hợp kiến thức đang đi vào giai đoạn nước rút. Hơn ai hết, thầy cô chính là người hiểu rõ nhất các em phải vất vả học tập như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Và với cái tâm của một người thầy, một ý tưởng đã được triển khai để các em học sinh có đủ sức lực vượt qua cửa ải này. Những ngày này, thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Trung An ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức bếp ăn nghĩa tình, mang đến những suất ăn đầy ắp tình thương cho những học trò vùng sâu, vùng xa. Và đây cũng là câu chuyện mà chuyên mục Chuyện Nghề Mới ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nằm tại vùng sâu thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, từ lâu, trường Trung học Phổ thông Trung An đã được người dân gần xa biết đến từ mô hình hoa bắp cải gây quỹ yêu thương. Và nay chính là bếp ăn tiếp sức mùa thi thơm thảo của tình thầy và trò. Thầy Lê Văn Dũng, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Trung An cho biết, trường có hơn 280 học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Thấy nhu cầu được chăm sóc của các em học sinh, nhất là ở vùng xa, ông mạnh dạn khởi xướng xây dựng bếp ăn miễn phí để hỗ trợ học trò. Được biết, hoạt động này đã được nhà trường duy trì từ năm 2018 cho đến nay. Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Quân Dân Y mà Cờ Đỏ hỗ trợ cho tất cả các loại rau củ quả. Thì trường chỉ tổ chức thêm cái phần thịt, cá hàng ngày, bổ sung thêm. Thì ngoài cái nguồn hỗ trợ đó thì trường vận động kinh phí của giáo viên, rồi của phụ huynh học sinh để và đặc biệt đó là trích từ thêm từ cái quỹ thiện nguyện của trường. Các thầy cô của trường trở thành những đầu bếp thực thụ từ việc đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho tới chế biến thành từng món sao cho đầy đủ dưỡng chất, ngon miệng, tiếp sức thêm cho các sĩ tử. Suốt một tháng nay, nhà trường đã duy trì đều đặn từ 100 đến gần 200 suất ăn mỗi ngày. Thì, thông thường thì đồ ăn chay với đồ ăn mặn mà có sơ chế trước là bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày hôm qua là bắt đầu sơ chế sơ trước. Và sáng nay là 7 giờ là quý thầy cô đi chợ mua thêm một vài vật liệu phụ nữa rồi về mình bắt đầu mình sơ chế biến. Người lái đò hóa thân thành bếp chính. Còn các em học sinh khối 10 và 11 cũng trở thành những phụ bếp không chuyên. Tranh thủ những ngày nghỉ hè, nhiều em đã tình nguyện đến trường phụ giúp các thầy cô nấu nướng. Những bữa cơm miễn phí đã giúp các em học sinh tiết kiệm từ 20 đến 30 ngàn đồng một ngày. Là nguồn động viên lớn cho các em học sinh diện khó khăn, kích thích tinh thần chiến đấu của các em để có thành tích tốt nhất. Nhà em thì quận đi quận về luôn là khoảng 14 cây. Là từ trong nhà em chạy ra đây thì 7 cây, quận đi quận về thì 14 cây, nó cũng xa. Lúc trước tan học thì em chạy về nhà ăn cơm, nhưng mà giờ nhà trường có tổ chức phần ăn trong trường thì em ăn trong trường, đỡ cái thời gian chạy về nhà hơn. Vẫn đỏ lửa suốt 2 năm học qua, bếp ăn thầy và trò của nhà trường không chỉ mang đến những suất ăn chất lượng cho sĩ tử, mà mang cả sự cổ vũ động viên, chắp cánh cho ước mơ của các em được bay xa. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Còn bây giờ, Hoàng Vĩnh và Kim Quý xin kính chào và hẹn gặp lại.